Ở cái bài 3 này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta dùng một nền tảng trên máy tính, MacBook hoặc là Windows để chúng ta có thể login được nhiều các tài khoản khác của các sàn khác. Ví dụ như là bây giờ tôi đang ở một cái giao diện về MT4, nó là nền tảng rồi. Chúng ta bấm Next và chúng ta sẽ login vào cái tài khoản của mình. Nó login đây dưới này chúng ta, nếu như bạn nào nó bị chúng ta chờ một chút, nó sẽ nhảy cái đây đó. Ví dụ như vậy thì khi mà như giống như tài khoản bên đây, chúng ta sẽ login được cái tài khoản như thế này. Đấy, thì đấy là cách mà chúng ta login. Cái thứ hai ngày hôm nay, cái video này tôi muốn nói đến các bạn, đó là cách chúng ta vào lệnh, cũng như là cái lệnh các bạn như nào. Chúng ta bấm new order, bấm new order, như bạn bảo là chúng ta tôi không nhìn thấy cái điểm buy sell, thì khi mà cái volume chúng ta không chọn thì làm sao mà chúng ta phải nhìn thấy buy sell, nó không hiện lên, chúng ta không không thể bấm được. Đầu tiên chúng ta phải nói về cái simple ở đây. Ví dụ đây là khi mà chúng ta bấm sang một cái trạc bất kỳ, ví dụ UZ chẳng hạn, chúng ta bấm vào new order thì nó sẽ mặc định cái symbol này nó sẽ là UZ, hoặc các bạn có thể chọn những cái cặp khác đó. Cái volume là chúng ta sẽ chọn cái volume đối với 0,01. Cái quy tắc giao dịch thì cái volume tôi cũng đã chat trong group cho anh em là về phương pháp quản lý vốn ở đây là chúng ta sử dụng vốn, tức là volume cái đòn bẩy. Thì khi mà chúng ta sử dụng đòn bẩy, đòn bẩy tôi nói sau, 0,01 thì đây nó thích hợp cho với tài khoản là 100 đô. 100 đô mà chúng ta vào 0,01 thì nó tương đương với khoảng là 1% tài khoản. Đấy, cho tính. Thì đây là tôi vừa nói sau. Cấu trúc lệnh đây là điểm dừng lỗ. Thì chúng ta cần phải chú ý đây. Các cặp ngoại tệ, ví dụ như là đối với cặp ngoại tệ ngoài có giữa dòng J là Japan yên ấy. Japan yên như thế này chẳng hạn, là các bạn thấy là đằng sau nó chỉ có, chúng ta sẽ tính là tính hai số thập phân đằng sau thôi. Ví dụ như là 112.44. Các bạn có thể bỏ cái lúc đầu là như thế này, chúng ta bấm chuột phải chọn cái speed thì nó hiện ra cái speed. Đây là cái, ví dụ như là một lot của GU thì chúng ta mất 17 đô, một lot của EU chúng ta mất khoảng 14 đô. Đấy, nó khá thấp. Đối với cặp tỷ giá có chữ J đằng sau thì chúng ta chỉ tính, các bạn bỏ cái số thập phân đằng sau đi, chúng ta chỉ lấy 4 đối với các ngoại tệ như là USDF, GBP. Cặp tiền tệ khác thì chúng ta lấy là 4 số cuối, ví dụ như là 1.0008. Cái số nhảy nhảy chúng ta bỏ đi. Đó. Nó là số pip nhỏ luôn. Còn đây là ví dụ GU chúng ta là 32443. Từ 32443 lên 32444 đó là một pip. Đó, thì chúng ta bấm new order thì nó sẽ ra, đúng chưa? Đối với cặp UZ thì nó chỉ có hai số, chúng ta chọn hai số, tức là 112.41 thôi. Còn cái số 5 là nó là cái số pip nhỏ. Đó. Thì từ 112.41 đến 42 nó là một pip, một pip. Vậy thì đối với những con giá vàng chẳng hạn, chúng ta có giá vàng. Giá vàng thì cứ một giá vàng thì bằng 10 pip ngoại tệ. Đấy, vậy là 10 pip ngoại tệ là bằng một giá vàng. Vậy thì chúng khi mà chúng ta dịch một lot. Ví dụ tôi đang sẽ ví dụ như là con GU. Đây là GU đúng chưa ạ? UZ đi. Đây. Chúng ta bấm vào cái phần Navigator, chúng ta nhìn thấy cái đường chây. Tài khoản là 100 đô chẳng hạn, chúng ta sẽ New Order. Đấy, chúng ta sẽ chọn một lot chẳng hạn. Một lot này tương đương với 100.000 đô. Chúng ta sell. Đấy, thì bởi vì là cái chữ nó là 10, 12 thì chúng ta bấm vào một cái nó lấy phí luôn là 12, 12 đô. 12 đô. Tức là cứ một lot các bạn giao dịch thì nó lấy phí 12 đô và số này nó sẽ lên. Đây là lệnh chúng ta bán. Hoặc tương tự chúng ta làm một lệnh mua. Đấy, một lot. Nó tương tự như vậy. Vậy thì cứ 10 pip nó sẽ mất, các bạn sẽ bị đúng 10 pip thì các bạn sẽ bị mất đi được 10 100 đô, và sai thì các bạn sẽ mất đi 100 đô. Ví dụ như là 1.112.42 mà lao về 112.32 thì bạn sẽ mất khoảng độ là 100 đô. Đây chúng ta nhìn này, khoảng 100 đô đây. Đó, xem này, 31, 32 gì đó, nó khoảng 100 đô. Thì đấy là cái đơn vị tính 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 điểm của nó, tính tiền của nó. Đó. Thì đó là cái cách chúng ta tính pip. Đối với giá vàng thì tính theo giá.
Tôi sẽ tìm cái giá vàng. Đây là XAUUSD trong ra búng chào window. Thì các bạn thấy đây một giá vàng, chúng ta sẽ đặt lệnh sell chẳng hạn. Một sell một lệnh vàng thì nó tương đương với khoảng là xấp xỉ 83 cây. Đó, chúng ta bán. Thì cứ một giá vàng từ 1242 cho đến 1241 là nó một giá, thì bạn sẽ mất 100 đô. Chưa tính cái chênh lệch bị đát đây. Ví dụ một giá vàng hình nó thu khoảng 2-3 đô thôi. Đó là cái cách. Thứ hai nữa là về new order, về chúng ta có đây là mua khống bán khống, chúng ta bán luôn, chúng ta không phải lệnh chờ. Đấy, còn khi các bạn vào lệnh mà các bạn bị thấy là mình không thích hợp lắm, chưa cả chưa lõ, thì chúng ta có thể là xóa, nó tự động đóng được, không cần thiết là phải chờ giá. Đấy. Ví dụ tôi bán tiếp một lệnh vàng chẳng hạn, ví dụ như là giá một với lớp giá vàng là 1242, chúng ta sẽ dừng lỗ, chúng ta sẽ đo. Đây là điểm dừng lỗ này, dừng lỗ khoảng độ 1246 chẳng hạn. Và chúng ta sẽ chốt lời khoảng là 1237. Thì chúng ta sẽ đặt new order này. Đây là volume chúng ta tùy chỉnh này. Đó. Chúng ta đặt dừng lỗ là 1246 và chốt lời ở 1237. Chúng ta đặt sell. Thì nó tự động, các bạn thấy không? Nó tự động cài cho mình luôn. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta giả sử như chúng ta bấm sell rồi mà chúng ta chưa kịp đặt, như lúc đầu chúng ta cài ấy, thì chúng ta có thể kéo cái lệnh sell này lên lên đây. Chúng ta cắt lỗ, chúng ta bấm OK. Chúng ta kéo tiếp cái giữ chuột và kéo. Bấm OK. Đó là hai cái lệnh lệnh. Đấy, thì khi mà giá nó tự động chạy xuống đây, nó tự động chốt lời cho các bạn. Kể cả như là các bạn có tắt đi cái phần mềm này thì nó vẫn tự động dừng lỗ và chốt lời. Đó là cách. Và tương tự như vậy, nó đi lên trên này thì nó cũng tương tự, nó sẽ tự động cắt lỗ cho bạn. Lệnh tiếp theo nó là lệnh pending order. Chúng ta bấm sẽ new order, chúng ta đây này, chúng ta sẽ chọn phần pending order ở phần tile. Ở đây cùng có cũng tất cả là bốn cấu trúc lệnh, đó là buy limit, sell limit, buy stop và sell stop. Nó hoạt động như thế nào? Buy limit là ví dụ như là các bạn cho rằng giá vàng điều chỉnh về 1237 và nó bật lên như thế này, thì các bạn có thể là đặt một cái lệnh buy limit. Chúng ta sẽ chờ sẵn một cái lệnh, đúng không ạ? Buy limit ở giá 1237. Đó, tất nhiên là khi mà chúng ta mua, chờ mua mà, đúng không ạ? Buy limit là lệnh chờ mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường. Đó, khi nó xuống đây nó bật lên thì chúng ta sẽ canh mua tại vùng này. Và tất nhiên là giá đi xuống tiếp thì các bạn sẽ bị lỗ và chúng ta phải đặt dừng lỗ là 1230 chẳng hạn, và chốt lời ở trên mức 1237, 1245 chẳng hạn, chúng ta sẽ đặt cái buy limit đó. Thì đây là cái lệnh mà nó sẽ tự động mua chúng ta đây. Nó đã xuống tiếp các bạn dừng lỗ và bật đây bật lên thì các bạn sẽ chốt lời. Buy limit. Tiếp theo đó lệnh và những lệnh này thì chưa vào, nó lệnh chờ thôi. Đó. Tiếp theo nó là lệnh sell limit. Chúng ta sẽ chọn lệnh sell limit. Ví dụ như là các bạn cho rằng giá nó lên khoảng độ 1266 mà nó bật xuống, sau đó đi xuống, chúng ta sẽ bán ở đây và dừng lỗ ở trên này, chốt lời dưới, thì chúng ta sẽ đặt một cái lệnh là sell limit ở 1263 chẳng hạn. Chúng ta sẽ dừng lỗ ở 1267 bởi vì 63 67 67 cao hơn, đúng không ạ? Và chốt lời 1240 chẳng hạn, chúng ta thật. Đó, thì lên đây nó sẽ tự động bán và lên lao lên tiếp, chúng ta bị dừng lỗ, đây điểm dừng lỗ này, đây điểm chốt lời này. Nó hiển thị rất rõ. Đó, toàn bộ những cái lệnh này là cái lệnh tự động, chúng ta kể tắt máy đi thì nó vẫn hoạt động, chỉ khi chúng ta bấm vào đây tắt đi thì nó sẽ mất đi. Đúng không? Nó không ghi nhận nữa. Đây như này là tôi tắt đi. Và chúng ta khi chúng ta chưa vào lệnh thì nó chưa tính phí, chưa mất gì cả. Tiếp theo đó là lệnh buy stop. Buy stop là lệnh chờ mua ở mức giá cao hơn giá thị trường. Ví dụ giá đang ở 1242, tôi sẽ phải chờ nó break out qua vùng 1245 này tôi mới mua, thì tôi sẽ mặc dù tôi chưa vào lệnh thì tôi sẽ chờ. Trong khi tôi không có thời gian thì tôi có thể đặt một cái lệnh đó là buy stop để chờ nó giá break out nó tự động mua cho mình. Đó là chờ mua ở 1246 chẳng hạn. Và khi mua xong thì chúng ta phải đặt dừng lỗ ở mức giá thấp hơn, đó là 1242, và chốt lời ở 1263 chẳng hạn. Đó, đặt đặt đặt. Đúng nhỉ? Đấy, khi lên đây nó tự động khớp mua. Tương tự như vậy thì chúng ta có một cái lệnh là sell stop. Sell stop là lệnh chờ bán ở mức giá thấp hơn giá hiện tại của thị trường. Đây là giá hiện tại thị trường là 1242. Khi mà giá breakout qua vùng 36 chẳng hạn thì nó rơi tiếp, thì tôi sẽ đặt một cái lệnh, đó là lệnh sell stop.
ở mức giá 1236 35 chẳng hạn. Cô sẽ cắt lỗ 1242 và tôi chốt lời ở 1200 chẳng hạn. Đó, thì đây chính là cái lệnh sell stop. Đấy. Pháo có đây giá tục rơi và xuống đây chốt lời. Và nếu mà đi lên ngược lại thì chúng ta bị dừng lỗ, tự động dừng lỗ hết. Thì đấy là những cái cấu trúc lệnh cơ bản mà chúng ta có thể giao dịch. Còn bình thường các bạn giao dịch ngay thì nhớ cái điểm giá. Đặc biệt là những cái như như là đối với cặp tỷ giá của ngoại tệ thì ví dụ như EU. Đây thì chúng ta phải điền chính xác số, như tôi mua EU chẳng hạn, đây là vùng mua chẳng hạn thì tôi sẽ mua là thứ ba. Đó các bạn nhà hơn chúng ta sẽ đặt thành lỗ ở đây. Và chốt lời ở trên này. Rồi chúng ta chỉ cần kéo thôi. Đấy, chỉ cần kéo và cái số tiền chúng ta nhìn đây chúng ta tính ra phần trăm lãi, ví dụ các bạn có tài khoản là 100 ngàn đô mà nó đã được 1 ngàn đô, bạn lãi được 10% là 1%. Đó là cái mà tính lãi cho nó vậy cho nó dễ đúng không ạ? Và khi mà bạn đang sử dụng một lót, tức là bạn đang sử dụng là 1% trong tổng volume, còn các bạn đó là lời khuyên thôi, còn các bạn đánh vào dự là 100 lót thì các bạn đang hầu như là all in. Với 100 lót thì nó đi khoảng độ bao nhiêu pip đó là bạn sẽ trả tài khoản. Ví dụ đối với giá vàng chúng ta có một tài khoản 1.000 đô, các bạn đánh một lót thì vàng chỉ cần cứ một giá một 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 giá là đi 100 đô 10 giá thì các bạn sẽ mất khoảng độ là cháy luôn 1.000 đô. Nhưng mà nếu như các bạn có tài khoản 10.000 đô bạn đánh một lót thì nó phải đi khoảng 100 giá bạn mới cháy tài khoản. Mà nếu bạn có 100.000 đô bạn đánh một lót thì bạn phải mất khoảng độ là hơn 1.000 giá thì bạn mới cháy tài khoản. Đó là cái cách quản lý vốn để làm sao mà nó an toàn nhất. Đấy, còn cái đòn bẩy cái đòn bẩy mà càng lớn thì rủi ro càng cao. Đòn bẩy thì nó là con dao hai lưỡi thôi, nó có thể là khiến một số dương xương rất lớn và một âm lên một số âm rất lớn. Thế nên là cái đòn bẩy này này nó chỉ thích hợp trong tài khoản bé để các bạn phải tăng volume lên để kiếm lợi nhuận lớn hơn, nhưng nó sẽ đồng nghĩa với việc là nó sẽ bị cháy tài khoản nhanh hơn. Cho nên chúng ta vừa đòn bẩy là từ 500 quay trở lại là vừa. Thông thường ngày xưa bọn tôi giao dịch là chỉ 100 thôi. Thì đấy, cái video này là chỉ các bạn cái cách vào lệnh, còn những cái thao tác tiếp theo tôi hướng dẫn sau.